Xin chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách tràn một cái video vào file Excel. Như vậy thì cách tràn một cái file video vào file Excel như thế nào? Trước tiên thì các bạn hãy tìm cho mình ở trên cùng này, nó có một cái tab Developer. Nếu như chưa có thì các bạn hãy click chuột phải cho mình nghe. Click chuột phải ra này, bên ngoài này. Rồi ở bên chỗ trống trống này các bạn nghe. Ở đâu cũng được hết, nhưng mà ở chỗ trống này đó. Sau đó các bạn hãy chọn cái này cho mình. Rồi các bạn hãy để cái mục này cho mình này, man tab này. Rồi các bạn kéo chuột từ từ xuống này, các bạn thấy chưa? Đó, developer. Được chưa? Tích vô cái. Sau đó các bạn ok. Rồi thì nó đã xuất hiện ở đây. Sau đó các bạn hãy tìm đến cái mục này cho mình. Insert này. Rồi các bạn hãy tìm đến cái mục này cho mình. Đó. Nhiều điều khiển hơn. À, các bạn thấy chưa? Tích vô đây cái nghe. Rồi các bạn hãy đợi. Sau đó các bạn hãy tìm đến cho mình. Cái đầu tiên nó là cái tên Windows Media. Thì các bạn kéo xuống từ từ nghe. Các bạn hãy tìm cho mình cái đài nó đây này các bạn này. Rồi sau đó các bạn ok cái. Rồi sau khi ok thì các bạn thấy con chuột nó đổi sang cái dấu cộng chưa. Các bạn hãy giữ chuột. Để coi giữ chuột trái nghe. Các bạn giữ nguyên, tích vô cái giữ nguyên. Sau đó các bạn kéo cái. Rồi và muốn cái video nó hiển thị chừng nào thì các bạn hãy kéo chừng đó cho mình. Rồi thế là xong. Đó. Nhưng mà bây giờ các bạn thử đặt câu hỏi, đây là cái video nhưng là nó mở cái gì, mở video gì, đúng không? Thì chúng ta hãy tiếp theo một bước nữa này. Click chuột trái xong các bạn nghe, rồi sau đó chúng ta click chuột phải. Rồi click chuột phải ở dưới này các bạn, ở dưới thanh này này, ở trên này nhìn nó không cho. Nhiều lúc nó không cho này, phải đi coi. Rồi, tốt nhất là các bạn click ở dưới này này, đó, sau đó các bạn chọn Property. Rồi sau khi Property thì các bạn thấy chưa, URL. Đây là cái địa chỉ của cái video đó bạn. Thì cái địa chỉ này nó có nhiều kiểu các bạn nghe. Một là các bạn hãy để trên internet. Ví dụ như các bạn có website thì các bạn bỏ cái video đó lên. Chứ còn hình như nó lấy video YouTube không được các bạn nghe. Các bạn ví dụ nhập cái địa chỉ YouTube vô là không được đâu, mà hãy nhập cái địa chỉ mà lưu trên website. Còn để đơn giản nhất thì các bạn hãy bỏ ở trong ổ D ấy. Ví dụ như thế này. Đây ví dụ mình có cái video là tiên nữ gặt lúa này. Đó. File MP4 đúng không? Để mình copy cái file này nghe. Copy. Rồi. Sau đó mình nhập vô đây này, ổ D này, hai chấm này, xiệt này, tiên nữ gạch lúa. Như D hai chấm xiệt kia. Rồi. Chấm MP4. Đây cái file của mình là thế đấy. Rồi. Rồi mình coi đúng chưa? Ok. Sau đó mình quay ra ngoài. Tắt này đi. Quay ra ngoài thì để mở được thì các bạn chú ý cho mình cái này này. Đây, Design Mode. Đó, bởi vì mình đang ở chế độ thiết kế mà. Nó chưa xem được đâu. Mình muốn xem được, các bạn hãy tích vô ra cái. Tích chuột trái ngay. Rồi, các bạn thấy chưa? Đó. Đây là video mình đã quay này. Đó, quay bằng flycam. Các bạn thấy chưa? Đó. Rồi. Tích mở. Các bạn thấy chưa? Đó. Rồi, để đổi lại cái địa chỉ video khác thì các bạn hãy click vô đây cho mình. Rồi, sau đó các bạn chuyển sang chế độ Design Mode. Ok chưa? Rồi, sau đó các bạn click chuột phải vô này, Property. Rồi, các bạn thấy đổi lại ở đây. Đó, thì các bạn để ở ổ D hoặc ổ C đó tùy. Đó, thì nó có một cái vấn đề như thế này này. Sau này các bạn mang cái file, copy cái file này đi á. Thì các bạn phải copy luôn cái video đi. Đó, phải copy luôn cái video các bạn nghe. À, chứ không thì nó sẽ không nhận cái video. À, các bạn hãy ví dụ như copy file sang chỗ máy khác thì các bạn hãy copy cái file video đó sang cái ổ bên máy tính mà các bạn cần copy vô luôn là nó sẽ được. Đó. Nếu các bạn cần hỏi có thể comment phía dưới video, mình sẽ trả lời giúp các bạn. Để nhận được video mới nhất, các bạn có thể đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.